lính chờ ngoài biên. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, trong con vì hướng nề cả gia đình, hai ba năm chưa hòa chi, em thu qua xin sẵn thường, họ mời bạn đâu mới tin về. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính bồi hạ sinh, an vui cho người đầu tư che đời tâm sẵn đẹp, đêm nay người xuống trời xin đem nguồn vui tới, nhưng đôi môi lạnh đã lâu không cười. Ngày Chúa con còn lứa tuổi học sinh, lúc đấy biết thành thái sang và bây giờ cho anh có mặt chính vì cho bọn thắng thái đó biết thành thái sang biết chúng ta là giả phẩm nước mắt của đá tức là lệ đá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.